Thực trạng ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn nạn của xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng nguyên nhân cơ bản của ô nhiễm môi trường lại do ý thức của con người gây ra. Vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cần được định hướng cho mọi người từ lứa tuổi mầm non khi bắt đầu hình thành nhân cách. Ghi nhận tại trường mầm non Cổ Thành, thành phố Chí Linh. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ em tiếp thu nhanh thông qua các hoạt động học. Mỗi hoạt động đều có những đặc trưng riêng và có ưu thế khác nhau để trẻ quan sát, đàm thoại, thực hành trải nghiệm, thí nghiệm, chơi các trò chơi. Từ đó, trẻ sẽ nhận ra những việc làm tốt, không tốt, những hành động đúng, hành động không đúng, kích thích trẻ suy nghĩ, bộc lộ tình cảm, có thái độ phù hợp với môi trường trong và ngoài lớp học. Dựa trên nền tảng này, trường mầm non Cổ Thành đã xây dựng chuyên đề giúp bé sáng tạo bảo vệ môi trường theo 4 chủ đề: ngôi nhà xanh của bé, ước mơ của bé, quê hương đất nước, mùa hè xanh. Thông qua các chủ đề, trẻ em được tiếp cận, khám phá môi trường xung quanh để yêu thích và biết cách bảo vệ môi trường. Chẳng hạn với chuyên đề về ngôi nhà xanh của bé, các bé được cô tận dụng các vỏ hộp bánh, vỏ hộp sữa để tạo hình ngôi nhà. Cách trang trí ngôi nhà từ cây xanh, từ bông hoa, bộ bàn ghế đều được làm từ đồ tái chế. Con thích tới cây tới hoa vì có môi trường xanh xanh đẹp. Con muốn sửa xong con cắt cỏ đi, con gắn cỏ để cầu. Từ những việc làm cụ thể như thế này, các bé rất hào hứng học và làm theo cô. Sau mỗi buổi học, các bé tự tin và tự khám phá ngôi nhà của mình. Nhiều trẻ đã độc lập sáng tạo. Chúng tôi cũng nhằm định hướng cho các cháu ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những cái sinh hoạt đơn giản hàng ngày, như là khi các con uống xong một hộp sữa thì chúng ta có thể tận dụng cái hộp sữa đấy để làm nên những đồ dùng, đồ chơi. Các cháu cũng tham gia hoạt động rất là tích cực và hứng thú. Để giúp các bé phát triển tư duy sáng tạo trong môi trường tốt nhất, trường mầm non Cổ Thành đã phối hợp với hội phụ huynh để giáo dục trẻ theo các chuyên đề. Về nhà các cháu cũng tự ăn, rồi là những cái hộp vỏ sữa là để riêng ra một chỗ để các cháu đến trường là cô giáo dạy làm những cái môi trường, là những cái đồ chơi đồ vật cho các con, rồi là những cái túi ni lông là để gọn vào thùng rác cho các cháu rất là có ý thức. Nên là các cháu có một cái ý thức tốt, vừa là trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, vừa có ý thức là rác thải là biết phân loại ra từ trong gia đình. Hoạt động vui chơi mang tính tích hợp cao trong giáo dục trẻ thông qua các trò chơi phân vai, trẻ đóng vai và thể hiện các công việc của người bảo vệ môi trường như trồng cây, chăm sóc cây, nhặt rác xung quanh khu vực của lớp mình, giáo dục trẻ luật bảo vệ môi trường. Tuổi nhà trẻ thì chúng tôi sẽ cho trẻ thực hiện những cái nguyên vật liệu theo hướng mở và nhẹ nhàng đơn giản hơn. Nhưng với độ tuổi 3 tuổi và 4 tuổi, 5 tuổi thì mức độ tăng dần, trẻ rất là tích cực hoạt động. Và hơn nữa là phụ huynh thì rất là vui vẻ, phấn khởi và cũng đã tạo cái tiền đề để cho phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu cũng như là ủng hộ tích cực các hoạt động khác của nhà trường được hiệu quả hơn để góp phần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong toàn trường. Việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua các chủ đề phong phú đa dạng và lồng ghép tích hợp để giúp trẻ có những kiến thức hiểu biết về chăm sóc cho bản thân, về môi trường xung quanh, gần gũi với bản thân, biết sử dụng và giữ gìn đồ dùng luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, biết sống vì môi trường, bảo vệ và giữ gìn môi trường.